Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng sĩ hiệu tuyển chọn. Thì video buổi tối hôm nay thì em Dương sẽ lại tiếp tục lên cho anh em sản phẩm quần ngố nha em nhé. Thì em sẽ lại tiếp tục lên quần chun cho anh em, quần ngố, quần chun phong cách kiểu thể thao mặc ở nhà, mặc đi thể dục thể thao cho anh em nhé. Thì hôm qua nhiều anh em chưa săn được quần ấy, hôm nay em lên luôn cho anh em nhé. Hôm nay em sẽ lên tiếp từ mã N hôm qua đến N103 thì hôm nay em lên tiếp từ mã N104 nhé, khoảng hơn 50 mã. Hơn 50 mã quần anh em nhé. Rồi, mã đầu tiên này, một em quần quần vải nhá. Quần vải chun này, quần vải chun, con này quần rất dày dặn này. Đây con này của Retro Engine. Con này độ mới nó khoảng độ 90% anh em nhé. Đây, quần vải rất dày dặn này, mã N104 này. Eo 76, dài 48, ống 24. Quần chun này thì là em sẽ tùy từ độ có giãn nhá, nhưng mà thường thì anh em cứ cộng cho em khoảng 5 phân nha là mặc ok nhá. Chỗ con này eo 76 này, eo 76 thì anh em cứ tầm eo 80 85 mặc cho em ok nhá. Con này bán 150 này, quần vải rất dày dặn này anh em này, rất dày dặn luôn. Đây dây của nó, đây dây rất bản to này, rất đẹp luôn. Đây tác này, mã N104 anh em nhá, 150.000. N104 đây có hai túi đằng sau này. Tiếp theo này, mã N105 này. N105 này, của em Nike nhá. Nike này. Đây. Nike này, logo in rất to nhá. Đây, con này thì chun nó hơi dão rồi, hơi dão rồi, Nike. Đây là con này em bán 150 thôi, 150, còn anh em nào mà thay chun thì là em thay luôn nhá. Thay luôn cho anh em. Thì thay chun thì hết tầm khoảng 30.000 nữa, 180.000 anh em được một con quần vải Nike ngon lành luôn. Mã N105 này, eo 88, dài 54, ống 37 anh em nhé. Đây, còn lại con này các thứ thì vải với các thứ này vẫn còn rất là mới anh em nhé. Nike form size L này, bên đi Thái Lan luôn anh em nhé. Con này là 59% cốt tông, 23% rayon, còn 18% là polyester. Đây, Nike 150. Nếu còn anh em nào mà eo cứ đúng 88 mặc thì ok anh em nhé, mặc được 88 tầm 90 mà ok. Mã N105 tiếp theo này, tiếp theo là mã N106 này. N106 này, eo 72, dài 59, ống 30 nhá. Con này 150 này. Con này là đến cái đoạn này này là nó cũng tối đa rồi, cho nên cho anh em là tầm eo 72 thôi nhá. Thế còn tầm 69 68 thì là mình có một cái thắt ở đây, anh em thắt vào mặc vẫn ok nhá. Đây quần màu xanh này. Đây, con này nó có một cái tag ở đây này, tag này. Đây, con này của Nico. Đây, sau có túi này, và sau có một túi bên này đây anh em nhé. Một túi này, còn hai bên có hai túi này. Đây, hai bên có hai túi này. Mã N106 này, eo 72, dài 59, ống 30 nhé. Này 150 anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này của Decenter này, Decenter này. Đây, con này chun nó cũng dão rồi, anh em nào thay thì là em thay cho nhá. Đây, còn lại chất vải rất ok này, còn anh em mặc đi thể thao này, tuyệt vời luôn. Con này thì anh em có thể mặc đi đánh bóng bóng rổ này, bóng rổ, bóng chuyền này. Đây, họa tiết in này. Mã N107 này, con này bán 120 thôi, anh em nào sửa nữa thì là thêm 30, 150. Eo 90, dài 55, ống 33 nhá. Mã N107 này, 120 này. Eo 90, dài 55, ống 33. Tiếp theo là mã N108 này, một em Adidas nhé, Adidas này, N108. Eo 88, dài 52, ống 28, con này 120 anh em nhé. Chun nó vẫn ok nhưng mà cái độ co giãn nó không được ok lắm ấy, em bán 120 con này thôi. Anh em nào nếu mà mặc muốn là nó đàn hồi hơn ấy thì là mình có thể là mình thay chun nha anh em nhé, thay chun. Thì là con này thì cho anh em là eo tầm 92 95 mặc ok này, nhưng mà không phải thay chun thì tầm đấy. Đây, mã N108 120 anh em nhé. Đây, logo theo Adidas này. Con này thì nói chung vải với cái thứ, chất vải vẫn như mới nha anh em nhé, trên 90%. Adidas này. Con này hàng made in Japan rồi anh em ạ. Mã N108 tiếp theo này, mã N109 này. Mà em quần gió nhé, quần gió này, chun cũng ok luôn này. N109 này, eo 60, dài 68, ống 22 nhé, con này 120.000. Đây. Đây, con này như mới nhé, con này độ mới nó rơi tầm khoảng 95% như quần mới. Đây, có túi này, túi bên này này.
Đây, hãng này nó có ghi chữ N này. Nào, con này là 95% là đây chất chất gió anh em nhé, chất chất kiểu chất gió. À, mã tiếp theo là mã N110 này, một em Yonex này, cho bác nào đi cầu lông này, logo theo này, Yonex này. Mã N110 này, L60, dài 43, ống 28 nhé, con này 150.000 này. Đây, có giãn rất ok này, cho anh em tầm khoảng L tầm 63, 63 đến 66 này, ok này. Đây, quần nó Yonex. Đây, Yonex này. 100% là polyester nhé, quần gió, quần thể thao của Yonex anh em này. Tiếp theo là mã N111 này. N111 này, đây, con này thì chun của nó cũng ráo rồi, cho anh em thích cái kiểu quần màu này. Đây, đây họa tiết này, quần thể thao anh em nhé. Đây, mã N111 này, con này L86, dài 53, ống 32, con này bán 100 anh em nhé. Anh em nào sửa chun thì em sửa luôn. L86, dài 53, ống 32, mã N111 này. Đây, một size L. Tiếp theo mấy em Uniqlo nhé, Uniqlo màu đỏ này, Uniqlo màu đỏ này, đây, chun có giãn rất tốt này, mã N112 này, L82, dài 53, ống 30, cho anh em nào cứ eo tầm khoảng độ 85 đến 88 cho em nhé, đây, mã N112, 120.000, L82, dài 53, ống 30. Bên này nó có một cái túi này, túi cho anh em để đồ này. Đây, rất tiện nhá, thể dục thì thể dục thể thao rất tiện này. Tiếp theo này mã N113 này. Mấy em con này quần 3 sọc này. N113 này. Đây, màu lông chuột này. N113 này. L64, dài 88, ống 26 nhá, cho anh em là tầm cứ L tầm 68 đến 70 71 cho em này. Em bán 100.000 con này thôi. Mã N113. Đây con này. Hàng nội địa Nhật nha anh em nhé, nó có mỗi cái tag này thôi. Quần vải chất liệu 100% polyester. Đây, mã N113. Mã tiếp theo này, mã N114 này. L68, dài 545, ống 30. Con này em Yonex này, Yonex màu rất đẹp này. Đây. L68, dài 45, ống 30, 150.000 anh em nhé. Mã N114 này, màu rất đẹp này. Quần độ mới trên 90%, quần Yonex. Đây, 100% polyester. Mã tiếp theo là mã N115 này. N115 này. Con này mà em ASIC này. ASIC này, con này như mới nhé. Con này như mới này, con này mới trên 95%. Mã N115 này. L74, dài 58, ống 30. Đây con này chun có giãn như mới luôn anh em ạ. Con này 180.000 này, cho anh em là tầm cứ eo tầm 78 đến 82 anh em nhé. N115, 180.000. Đây, tiếp theo này mã N116 này. Con này chất liệu chất liệu kaki anh em nhé, quần chun của Puma. Chất liệu kaki. Đây, quần chun của Puma này. Chất liệu kaki. Mã N116, L68, dài 53, ống 22, 180.000 anh em nhé. Cho anh em nói tầm eo tầm 70 đến 73 cho em nhé. Mã N116 này, Puma. Đây, Puma này. Đây, 100% cốt tông anh em nhé. Tác này. Tiếp theo mã N117 này. N117 này. Đây, con này của Mizuno này. Mizuno này, logo theo nhé. N117, L74, dài 55, ống 30, 150.000 anh em nhé, quần vải. Quần vải của Mizuno. Đây, con size L rất mới. Đây, 100% polyester. Mizuno. Cho anh em nào cứ tầm eo tầm 78, 80 cho em nhé. N117, 150.000. Tiếp theo này. Mã N118 này. N118 này. Con này quần chun thể thao nhưng mà
nó có một cái logo hãng ở đây, em không biết hãng nào. Logo in anh em nhé, mã N118. Đây, họa tiết quần này. Đây, quần này cho anh em mặc ở nhà cũng được, mà mặc đi thể dục thể thao rất thoải mái nhá. Mã N118 này, eo 72, dài 56, ống 27, là 100.000 nhá. Không biết hãng nào mà bán 100.000 này. Quần này mới khoảng 90%. N118 này, eo 72 nhá, thì cứ cho anh em tầm eo 75 đến 78 xem. Đây, có dây thắt này. Tác Nhật này, à con này của Koroshi nhá. Đây, 100.000. À, mã N118 này. N119 anh em nhé, N119 này, eo 68, dài 60, ống 29 nhé, 68 cứ cho anh em tầm khoảng eo tầm 71 đến 75 cho em này, 150.000 anh em nhé, N119 này, đây, con này quần rất đẹp này, nó còn ống ánh này, biết sọc ống ánh này, như mới nhé, con này quần vẫn như mới, nhé. Như mới luôn, mã N119, đây, 100% cốt tông. À, tiếp theo là mã N120 này. N120 con này Champion. N120 Champion. Đây, quần vải thể thao. N120, eo 70, dài 52, ống 32, con này 180.000 anh em nhé. Cho anh em là cứ tầm eo tầm 74 đến tầm 76, 77, 78 cho em nhé. Đây, quần chun rất tốt này. Logo theo Champion này. Ngoài theo quá đẹp luôn. Đây, giày này, con này như mới anh em nhé. Cái này 95% như mới luôn. Đây, N120. Tiếp theo là mã N121 này. N121 này, eo 86, chun vẫn ok này. Dài 57, ống 28 nhé, cho anh em tầm eo tầm 89 đến tầm 93 nhé. Đây, con này Adidas này. Climate này. N121 anh em nhé. Đây, sọc này. Đây, logo theo Adidas này. Theo Adidas này. Đây, này là con chữ Climalit này. Mã N121 anh em nhé. N121 120.000, eo 86, dài 57, ống 28. Tiếp theo này, con này em bị lẫn ít quần kaki anh em nhé. Con này quần kaki. Quần kaki này. Mã N122 này, eo 90, dài 53, ống 27, con này bán 170.000 anh em nhé. N122, eo 90, dài 53, ống 27 này, con này không có giãn nhé. Quần kaki màu rất đẹp này, màu xi măng này, màu rất đẹp luôn. Cúc nhựa này. Đây, khóa của IKK này. Này cũng đi quy lô này. Này, mã N122 nhé, eo 90. Tiếp theo mã N123 này. N123 máy Adidas này. Con này chun kém rồi. Mã N123 eo 80, dài 54, ống 26, em bán 120.000 thôi. Cho anh em nào mà thay chun nhá, thay chun thì hết khoảng 30 thì em thay luôn nhá. Logo theo này. Những cái quần nào mà thay chun thì anh em chuyển khoản full cho em nhá, để em thay. N123 logo theo Adidas này. N123, eo 80, dài 54, ống 26 nhé, 120.000. Đây, chung các họa tiết in của nó vẫn còn rất mới nhé. Tiếp theo này, mã N124 này. N124 này, lại em Champion logo theo nhé. Theo rất đẹp luôn. Theo này, Champion này. Đây, chun vẫn ok nhé anh em nhé. N124 này, eo 80, dài 50, ống 23, 180.000 anh em nhé. N124. Đây nó có in nhiệt này. Đây, Champion. N124 này. Eo 80, dài 50, ống 23 nhé. Cho anh em là cứ tầm eo tầm 83 nhé. 83, 85 nhé. 180.000, N124. Tiếp theo này, mã N125 này. 150.000 anh em nhé. Eo 64, dài 55, ống 32. Đây, con này như mới luôn. Sờ vải mềm, rất sướng. Con này quần mặc nhà. Đây, quần nội địa Nhật anh em nhé. Đây, nó có một cái tiết in này. Kiểu quần quần bóng, quần cho anh em mặc đánh bóng chuyền ấy.
à đây bảo bóng rổ ấy, basketball này, bóng rổ là những cái quần này, chất liệu mặc ở nhà anh em mặc nhà sướng kỳ luôn, mặc rất thoải mái ấy. Đây mã N125 nhá, eo 64 dài 55 ống 32, 150.000. Anh em nào cứ tầm eo tầm 68 đến tầm 72 mà cho em thoải mái luôn. Và tiếp theo này, của em con này của quần boxing anh em nhá. Đây, quần boxing này đây. Anh em nào cẩn thận thì cứ thủ sẵn con quần này trong cúp xe nhá. Đây. Đi đâu mà gặp va chạm thì lôi quần này ra mặc. Không ngại va chạm luôn. Quần này thì nó quá nhiều là các cái chi tiết thêu ở đây rồi. Quần này, con quần này quá đẳng cấp luôn. Hàng gọi là hàng siêu VIP. Mã N126 này. Eo 74, dài 81, ống 36 anh em nhé. Con này em bán 250 anh em nhé. Chun vẫn rất là mới anh em nhé. Như mới luôn đấy. Thì cứ anh em là tầm eo tầm 78, 82 mặc cho em là ok nhá anh em nhá, mã N126 nhá, 250.000. Đây, quần rất chất luôn, quá chất luôn, thều quá đẹp luôn. Tiếp theo là mã N127 này, N127 con này quần chun nhá, quần chun kaki màu nâu này, 120.000 này, eo 74, dài 54, ống 27 này, cho anh em tầm cứ eo tầm 78 nhá, 78 đến tầm 81 cho em. 78 81 cho em. Đây, nó không có ấy nha anh em nhá, nó không có cúc này. Quần kiểu đơn giản thôi. Đây, cũng hàng nội địa Nhật, 100% cốt tông. Mã tiếp theo là N128 này, quần vải anh em nhá, 128 quần vải. 100.000 này, eo 78, dài 50 ống 33 này. Co giãn vẫn rất ok này, cứ cho anh em là eo tầm 81 nhá. 81 đến tầm 84 cho em. Này, tác của Nhật này. Tiếp theo mã N129 này, lại quần vải anh em nhé, quần vải này, chun ok này, 150.000 này, eo 80, dài 48, ống 32, cho nghe là tầm eo tầm 84, 88 cho em này. Này của Gu, tác như mới, quần nó như mới anh em nhé, chất vải thứ như mới luôn. Mã N129, 150.000. Tiếp theo mã N130 này, 120.000 này. Đây, chun ok như mới này. Champion con này logo in, đế in. Eo 62, dài 48, ống 25, 120.000. Cho anh em là cứ eo tầm 65 này 68 cho em nhé. Mã N130. Đây, tác này. Con này hơi mờ là. Tiếp theo mã N131 này. N131 em Nike anh em nhé. Nike này. Nike Dry Fit, chất thì chất thể thao cực sướng rồi, chất dù thể thao rất sướng luôn. Đây, này có khóa kéo bên này này. Đây, màu xám xi măng rất đẹp luôn. Con này thì nó không có giãn anh em nhé. Đây này, quần thể thao nhưng mà nó theo cái kiểu phong cách dây thắt này anh em này. Đây, cho anh em thích cái kiểu này. Thế còn nó giãn này, đây giãn này, đây xong dây thắt này. Nike Dry Fit, đây bên trong này, bên trong này nó có các thoáng khí co giãn này. Đây. Con này mới lắm. Đây, Nike Dry Fit, con này là made in Philippines. 93% ni lông. Đây, made in Philippines này. Đây, con này là mã N131 này, 180.000 anh em nhé. Eo 78, dài 53, ống 30. Con này nó co giãn. Nó không co giãn như này thì cứ anh em cứ từ 78 trở xuống anh em nhé. Từ tầm 74 đến 78 cho em là được ạ. Tại vì là mình gói thắt này mà, mình thích thắt da cũng được, thắt da cũng được, nhưng mà theo em thì nên cứ tầm 78 để xuống thôi. Đây, in Nike này. Quần rất đẹp. Mã tiếp theo này. N132 nhá, quần chun này rất ok này, N132. Con này Uniqlo này. Uniqlo này. N132. Đây, quần chun rất màu mè này, cho anh em mặc đi biển này. Đấy, gói ván đi biển này. 120.000 anh em nhé. Quần chun rất mỏng nhé. Eo 90, dài 56, ống 27 này. Cho anh em tầm eo tầm 93, 95 cho em. 63% là cốt tông, còn lại là polyester.
theo mã N133 này, đây quần vải anh em nhé, N133 có giãn nhẹ rồi, có giãn nhẹ rồi, N133 này, eo 74 dài 51, ống 23 nhé, con này màu rất đẹp luôn này, 150.000, con này vải như kiểu vải đũi không? Đây, con này vải vải đũi anh em nhé, mặc rất mát luôn. Đây, úp này. Hai túi này, mã N133 nhé, 150.000, eo 74 cho anh em là cứ tầm eo tầm 76 cho em nhé, 76 đến 78 cho em mặc ok này. Đây có cúc này, khóa kéo này. Tiếp theo mã N134 này, N134 này, mã em quần vải này, 100.000 anh em nhé, eo 80 dài 48 ống 30 này. Quần vải này, mã N134 nhá, eo 80 cho anh em là cứ tầm eo tầm 83 đến tầm 87 cho em nhá. Dài 48, ống 30, 100.000. Tiếp theo này mà lại mà em quần vải này. Ui, con này vải sờ mát, sờ mặc nhà sướng luôn. Đây, chun co giãn như mới này. Mã N135 này, eo 74, dài 58, ống 29, 120.000 cho anh em nhá. Cho anh em là tầm eo tầm 78, 80 cho em. Đây, in này như mới nhá anh em. Đây, cũng họa tiết in này. Đây, 100% polyester lành. Theo mã N136 này, chất liệu kaki anh em nhá, N136 120.000. Eo 72 dài 50, ống 60 ống 30. Cho anh em nào cứ tầm eo từ 75 đến 78 cho em nhá. Đây, có dây thắt luôn này. Đây. Chun co giãn ok luôn. Đây, tác Nhật này. N136 này, 120.000. Tiếp theo mã N137 này. Con này của Uniqlo à? Uniqlo anh em nhé, Pomfret. Đây, quần vải như mới của Uniqlo này. Con này có túi này, đây, đằng trước này. Đằng trước có hai lớp túi anh em nhé. Đây, một lớp túi kéo này. Đây, lớp túi kéo này, lớp túi bên ngoài này, đằng sau lại có thêm một cái túi nữa này. Đây, quần rất nhiều túi cho anh em luôn. Mã N137 này 150.000 anh em nhé. Eo 74 dài 50 ống 26 này. Cho anh em cứ tầm eo tầm 77 đến 80 cho em nhé. Đây, đang bị nhô. Mã N138 này. Quần vải tiếp này anh em này, N138 quần vải chun co giãn ok luôn. 150.000 nhá. Eo 64 dài 53 ống 25. Cho anh em tầm eo tầm 68 72 cho em nhé. Con này còn New Blend. New Blend này, in các thứ, các chi tiết in của nó như mới luôn anh em nhé, rất mới. Đây, New Blend này, chất liệu polyester, quần vải. Mã N138 nhé. Tiếp theo là mã N139 này, mà em quần vải chun nhé, N139 này, 100.000 nhé, eo 72, dài 48, ống 29 nhé, quần chun này. Cho anh em tầm eo từ 75 đến tầm 78 xem. Đây, con này nó hơi mờ một tí rồi. Đây. Có dây buộc này. Tiếp theo là một em lê cốp này, con này quần mà quần mặc nhà thôi anh em ạ. Lê cốp này. Con này quần mặc ở nhà nó chun co giãn ok anh em nhé. Mã N140 này, 120.000. Eo 64 dài 29 ống 35. Cho anh em nào tầm eo tầm 68 72 cho em nhé. Lấy cốp sportif. Đây, quần này mặc quần ngủ được anh em ạ. Quần ngủ. Hoặc là anh em quần này mặc đi bơi. Bơi ok luôn. Tiếp theo này. Con này cũng quần nội địa Nhật rồi. Đây. Quần nội địa Nhật rồi anh em nhé. Quần như mới. Đây, họa tiết rất đẹp này. Đây kẻ sọc này. N141 là 120.000, eo 74 dài 50, ống 26 cho anh em tầm eo từ 78 80 cho em nhé. Eo 78 80 có túi đằng sau này. Đây, quần đơn giản thôi, mặc nhà. Mã N141 nhá, 120.000. Mã tiếp theo N142 này. Eo 84 con này không có giãn anh em nhé. Eo 84 dài 66,
ống 28 120.000 N142. Con này kiểu quần vải thôi anh em nhé. Con này của Dritlow rồi. Đây, quần vải nhé, vải mặc rất mềm nhé. Đây anh em cứ đúng với nhau này cho em, hoặc ít hơn 1-2 phân. Đây, chất liệu là con này 57% là spandex à, spandex với cả polyester, 43% polyester. Đây có cúc này, cúc của khóa kéo nha anh em nhé, khóa kéo này. Đây, quá có IKK luôn. Nhưng mà em quần vải kiểu thổ cẩm này anh em này. Đây, có giãn ok nhá, N143, L86, dài 62, ống 33. Cho anh em nó eo tầm khoảng độ 89 đến 92, 93 cho em nhá. Đây, con này có hang ten này. Hang ten này, chất vải mặc rất sướng này. Con này mặc ở nhà được này anh em này. Mặc ở nhà này, chun trước thì như mới rồi. Đây, có dây buộc luôn này. Hang ten. Đây, bên này nó có thêu tiếp này. Thêu hang ten này. Và tiếp theo em quần vải rất đẹp nhá. Đây, quần vải này, nó cũng không thấy ghi hãng nào ấy. Hàng nội địa Nhật thôi. Con này như mới anh em nhé. Con này như mới, con này cho em mặc ở nhà đi thể dục thể thao này. Đây, màu rất đẹp luôn này anh em này. Màu quá đẹp luôn này. 120.000, mã N144 này. Eo 64, dài 54, ống 35 nhá. Cho anh em nào tầm eo tầm 68 đến tầm 70-71 cho em này. Đây, họa tiết này. In này. Đây, cái này là ló họa tiết cùng với quần luôn nhé. Tiếp theo này, mã N145 này, 100.000, eo 80, dài 62, ống 35. Đây, chun ok nhá anh em nhá. Cho anh em là tầm eo tầm 84 nhá, 84, 88 cho em. Con này có ASIC. ASIC. Đây. Theo anh em nhá, theo, tiếp theo này. ASIC, mã tiếp theo này, mã N146 này. Đây, chun này, con này chun nó không được ok lắm. Chun nó hơi giã một tí thôi, N146. Eo 72, dài 40, ống 32 nhá. Nhưng mà con này mà 80.000 này, nó hơi bị vỡ hình cái thứ. Mà 80.000 lẻ cho anh em đây. Đây, anh em thay chun thì nhắn em nhá. Đây, bên này Puma này, quần Puma này. Đây, nó cũng hơi bị gọi là vỡ hình Puma này. Đây, 80.000 con Puma. Thay chun thêm 30 nữa anh em nhá. Thay chun thêm 30 cho em. Mã N146 này, eo 72, dài 40, ống 32. Mã tiếp theo này, N147 này, 100.000, eo 60, dài 43, ống 24, cho anh em tầm eo tầm 63 nhá, 63 đến 66, 67 cho em. Kenko. Đây, quần vải. Quần vải. Mã tiếp theo một em, con này của MU anh em nhá, quần MU. Quần vải. Quần vải. Mã N148 này. 120.000 anh em nhé. Eo 62, dài 48, ống 33. Chun như mới. Cho anh em nói eo tầm 65 đến 68 cho em nhé. Đây. Đây cho anh em nào đam mê bóng đá. Theo mấy em quần giản di nhé. Con này thì nó vẫn có giãn ok này anh em này. Úc này, nó có hai bên này anh em này. Đây. Đấy, để anh em cố định vào này. Đây. Cho anh em chắc cốp nhá. Con này có Airwax này. Đây. Con này như kiểu quần cho anh em mặc đi dã ngoại ấy. Đi dã ngoại rất hay, đi câu cá thứ này. Đấy, hoặc đi dã ngoại đi picnic. Đây. Đây, màu rất đẹp này. Mã N149 này, eo 62, dài 64, ống 24, 150.000 này. Đấy, cứ anh em nào cứ tầm eo tầm 68 đổ lại và ok. Đây. Đây, quần túi hộp này anh em này. Đây, túi hộp này, chất liệu gió nhá anh em nhá, chất liệu gió thể thao đấy, rất dày dặn luôn đấy. Ờ, 65% polyester, còn lại là cốt tông này. Tiếp theo mã N150 này, 180.000 anh em nhá, 180.000. Một em của Nike. Nike này. Tác như mới made in China. 180.000. 100% polyester, quần gió anh em nhé, quần gió này. Chun ok nhá. Right fit này, Nike right fit này, right fit này. Mã N150 này, 180.000, eo 80, dài 69, ống 28 này, cho anh em tầm eo tầm 84 anh em nhé, 84 85 mặc cho em. Đây, Nike này.
Đây, Nike này. Đây, quần màu quá đẹp luôn. Này có dây nhá anh em nhé. Có dây này. N150. À, tiếp theo mã N151 này. Đây, con này kiểu quần vải này, màu đẹp này. Đây cũng giống con vừa lấy. Đây, mã tiếp. Đây quần mặc nhà anh em nhé, 120.000, N151, eo 60 dài 52. Ống 34 cho anh em, nó eo cái tầm khoảng độ 63 66 cho em nhé. Tiếp theo mã N152 này, 180.000, một em Asics như mới. Asics này anh em này. Đây, chun như mới luôn nhá. Eo 64 dài 59, ống 25 cho anh em, nó eo tầm 67 đến 70 cho em nhá. 180.000, mã N152, màu rất đẹp luôn. Đây, Asics. Tiếp theo em Nike Rifit màu hồng này. Đây, có dạng ok nhá. 150.000, mã N153, eo 74, dài 33, ống 30 nhá, cho anh em nó eo tầm khoảng độ 77 đến 80 anh em nhé. Made in Malaysia. Rifit này anh em này. Tiếp theo là mã N154 này. N154 là 100.000 nhá. Eo 66 dài 68, ống 24 cho anh em eo tầm 69 đến 72 cho em nhé. Quần vải. Đây, bên trong có mỗi cúc gỗ này anh em nhé. Cúc gỗ thôi. Đây, cho anh em mặc ở nhà. Tiếp theo mã N155 này. N155 này. 100.000 nhá. Eo 72, dài 51, ống 28. Cho anh em tầm eo tầm 75 đến 78 cho em nhé. Đây, quần vải. Tiếp theo này mã N156 này. 156 em này của Head này. Quần tennis màu hồng anh em nhé. Quần tennis màu hồng. 150.000. Eo 68 dài 51 ống 32 cho anh em là tầm eo tầm 72 nhé. 72 75 cho em. Quần Head. 100% tay quần gió anh em nhé. Quần gió. Màu hồng. Đây, con này có một cái túi ở bên này. Cái túi bên này này. Đây, thế còn hai bên là hai túi này. Dây rất đẹp luôn này. Quần này hơi bị kén người mặc đây anh em ạ nhé. Màu hồng, quần Head này, 150.000 con này quá rẻ luôn. Mã N156. Mã cuối cùng này, N157 này. N157, con này của Winsor này. Winsor quần vải anh em nhé. N157 này, 150.000, eo 74 này. Dài 51, ống 27 anh em nhé, chun con này hơi kém rồi. Em nào thay chun thì nhắn em nhé. Mã N157, 150.000, eo 74, dài 51, ống 27. Đây là họa tiết theo Winsor này. Đây. Màu rất đẹp luôn đấy. Màu lông chuột. Đây, tay của Winsor. Rồi, vậy là em đã lên hết hơn 50 mẫu quần chun cho video ngày hôm nay nhé. Thì rất cảm ơn các anh, các chú, các bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video của em Dương ngày hôm nay. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.